quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức mới nóng hổi mỗi ngày nhé. Ngay sau đây mời quý vị hãy cùng theo dõi chuyên mục tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Xuân Bắc cắt dê 8 tỷ vẫn phải nể nang tự lông với nhà sang. Xe xịn, thưa quý vị là bạn thân nhưng cách tiêu tiền của Xuân Bắc và Tử Long rất khác nhau. Cách đây không lâu, hai nghệ sĩ Xuân Bắc và Tử Long đồng loạt đăng ảnh nhá hàng chương trình gặp nhau cuối năm Táo Quân năm 2019. Trong cuộc gặp gỡ này Tử Long cùng Xuân Bắc, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, đạo diễn Khải Anh cùng bàn bạc thảo luận về nội dung chương trình. Xuân Bắc và Tử Long không chỉ là cặp bài trùng trong diễn xuất mà ngoài đời cả hai có mối quan hệ rất thân thiết. Đi diễn cùng nhau từ thuở sinh viên nghèo, tình bạn hơn 20 năm của Xuân Bắc Tử Long khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nói về cậu bạn thân, Xuân Bắc từng chia sẻ với tôi, Tự Long là bạn diễn ăn ý thông minh. Về phía Tự Long, anh vui vẻ cho biết có nhiều chuyện Xuân Bắc còn biết trước cả vợ anh. Năm 2015, Xuân Bắc nhận số cách xe 8 tỷ đồng sau khi đồng ý nhượng bản quyền hình ảnh của mình và game show đổi hình bắt chữ cho VTC Online. Đây là lần đầu tiên có một nghệ sĩ hài bán bản quyền hình ảnh của mình và việc này đã đưa Xuân Bắc lên vị trí top 1 về mặt cách xe được trả. Thu nhập cao nhưng Xuân Bắc chỉ sử dụng chiếc xe Mazda 3 giá dưới 1 tỷ đồng vào năm 2013. Trong khi đó, nhận cách xe cao ngang ngửa Xuân Bắc, nghệ sĩ nhân dân Tự Long tự hào khoe chiếc xe mới tậu vào năm 2016. Đây là phương tiện di chuyển chính của Tự Long và gia đình. Trên trang cá nhân, trưởng phòng ân sờ cầu đây rồi thường chia sẻ hình ảnh cuộc sống cá nhân với người hâm mộ. Tháng 8 năm 2015, anh và bà xã đã chuyển về căn hộ mới để chuẩn bị, chào đón con gái đầu lòng. Chia sẻ trên mạng xã hội, Tiểu Long cho biết anh tự tay trang hoàng căn nhà mới đúng theo ý thích của mình. Phòng khách được thiết kế sang trọng với nội thất hiện đại, màu sắc tinh tế hài hòa. Nhiều bạn bè đồng nghiệp tới thăm nhà mới của danh hài 7X khi vừa hoàn thiện. Kệ để các loại trụ quý và nhiều bức tượng, đồ cổ của Tự Long được sắp xếp gọn gàng. Khác với Tự Long, Xuân Bắc hiếm khi chia sẻ hình ảnh vợ con hay nhà cửa xe cộ trên trang cá nhân. Một góc căn hộ của gia đình Xuân Bắc được hé lộ với khán giả khi anh và con trai tham gia chương trình, "Bố ơi, mình đi đâu thế năm 2015?" Một góc phòng của bé Bi con trai Xuân Bắc, đây là lần đầu tiên Xuân Bắc hé lộ căn hộ của gia đình mình trên sóng truyền hình. Một góc tủ đồ quần áo của gia đình Xuân Bắc được chính anh hé lộ khi con trai anh là bé Bi chọn trang phục mặc đi chơi, khi bị bố thúc giục vì chọn đồ, bé Bi vừa chơi bố vừa lý sự ra đường phải ăn mặc đàng hoàng. Phong cách của gia đình Xuân Bắc được sắp xếp gọn gàng. U50, Lý Hùng vẫn giàu có bậc nhất showbiz. Không phải ai cũng tự tin như Lý Hùng khi nói rằng, đến nay chưa có sao trẻ nào phá kỷ lục cách xê của mình. Tài tử mang ảnh một thời đã được Guinness Việt Nam ghi kỷ lục, nam diễn viên có cách xê cao nhất Việt Nam với con số 30 triệu đồng một tập, trong khi vàng từ đó 400.000 đồng một chỉ vàng. Đến đây, nếu quy đổi theo cách này, vẫn chưa ai vượt nổi kỷ lục của Lý Hùng trong làng phim ảnh. Năm 17 tuổi, Lý Hùng chỉ cần đóng hai bộ phim đã đủ tiền sắm xe hộp Toyota, loại tay lái nghịch, nhập từ nước ngoài về để tiện đi diễn. Ngoài xe hơi riêng, anh còn sắm một chiếc mô tô phân khối lớn trị giá khoảng 10.000 đô để vi vu dạo phố Sài Gòn. Ngoài ra, anh còn dùng vàng để mua đất để dành. Chính căn biệt thự anh đang ở được xây nên từ miếng đất anh mua cách đây 20 năm, Đi qua thời Hoàng Kim, nam tài tử vừa đóng phim vừa sản xuất phim, thỉnh thoảng ca hát hoặc quay web show. Trong suốt thời gian từ 1998 đến 2005, anh ngừng đóng phim nhưng vẫn đi hát từ Bắc Chí Nam. Từng khẳng định với báo chí mình không biết gì về kinh doanh, nhưng thực tế Lý Hùng đã bỏ không ít vốn vào lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, anh đã mua cổ phiếu của công ty nhà đất do anh trai mình là doanh nhân Lý Điền Sơn sáng lập và điều hành. Hàng chục năm về trước, Lý Điền Sơn từng gây thành công lớn trong vai trò đạo diễn của bộ phim Nước mắt học trò. Sau đó anh trả lối sang kinh doanh và trở thành ông chủ của một trong những công ty bất động sản có quy mô vốn lớn nhất tại Việt Nam. Tính đến cuối tháng 8 năm 2016, Lý Hùng đang sở hữu 30.800 cổ phiếu trị giá khoảng 800 triệu đồng. Ở tuổi gần 50, Lý Hùng sống cuộc sống giàu sang cùng với bố mẹ của mình. Khu biệt thự liên kế sân vườn ở quận 9 với 279 căn là một trong những dự án nổi bật nhất của công ty bất động sản do anh em Lý Hùng nắm giữ cổ phiếu. Khán giả biết nhiều đến Lý Hùng song ít ai còn nhớ đến cựu đạo diễn Lý Điền Sơn, người anh giàu có quyền lực của anh. Đây là doanh nhân thứ 37 trong danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam thống kê năm 2011. Dù Lý Hùng có phủ nhận việc kinh doanh, nhưng thực tế anh đã bỏ không ít vào lĩnh vực nhà đất. Tính đến cuối tháng 8 năm 2016, vốn hóa thị trường công ty do anh em nhà Lý Hùng điều hành là 4.800 tỷ đồng. Thời gian trước, Lý Hùng sống cùng bố mẹ trong một căn hộ, đồng thời là trụ sở văn phòng của sự phim gia đình nằm trên đường 3 tháng 2 quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là chốn đi về hiện tại của anh, một căn biệt thự nằm trên diện tích đất 700 m 2 trong khu dân cư yên tĩnh ở quận Tân Bình. Nam diễn viên đã mất một năm để tìm mua nội thất cho căn nhà của mình. Tầng 1 là phòng khách nơi trưng bày nhiều đồ mỹ nghệ, hình ảnh lưu niệm, giải thưởng. Tầng 2 nhà Lý Hùng là phòng ngủ của anh, rộng khoảng 100 m 2 với đầy đủ tiện nghi và sang trọng như khách sạn năm sao. Còn đây là phòng ngủ của diễn viên Lý Hương với nội thất cổ điển châu Âu trang nhã, dù em gái sống ở Mỹ nhưng Lý Hùng vẫn thiết kế phòng riêng để cô có chỗ ngủ mỗi khi về Việt Nam. Phòng ăn đặt ngay cạnh khuôn viên của căn biệt thự, đồ sang trọng của nơi gia đình quê quần mỗi tối cũng không kém bất cứ không gian nào trong căn biệt thự. Điểm nổi bật nhất của phòng ăn là tấm phù điêu lớn, vinh quy bái tổ đẹp tinh xảo được Lý Hùng đặt mua từ Nam Định. Hầm xe của nhà Lý Hùng gồm một tầng xe để mai xe máy và một cầu nâng xe được anh đặt mua từ Mỹ, đủ để đổ hai chiếc xe hơi ngoài khuôn viên nam diễn viên còn tranh thủ khoảng sân lớn để trồng cây, nuôi chim và thả cá. đây là chiếc xe lấy hùng gắn bó một thời gian dài cùng anh chinh chiến khi đi diễn từ nam chí bắc. song hiện tại anh đã hạn chế đi diễn xa phần về tuổi tác phần để dành thời gian gần gũi gia đình nên quyết định sắm thêm một chiếc xe hộp đắt tiền phục vụ việc đi lại trong thành phố. đó là một mẫu thuộc dòng xe mang thương hiệu hãng xe đức nổi tiếng thế giới chiếc mercedes GLA với kiểu dáng đẹp thu hút thiết kế nội thất tiện nghi và độ an toàn cao. Sống nếu chỉ đi lại một mình và không phải vì lý do công việc, Lý Hùng tỏ ra yêu thích với chiếc Vespa trắng này hơn. Lý Hùng không điều đa đưa đòi hàng hiệu, song tủ quần áo và dép trong phòng của anh vẫn là niềm mơ ước của không ít cánh mày râu. Tận thấy biệt thự triệu đô la Mỹ ẩn mình xanh mướt của MC Quyền Linh, Quý vị tính giả thân mến, phong cách thiết kế ngôi nhà do bà xã Quyền Linh là Dạ Thảo lên ý tưởng, Chị vốn rất tinh tế, lại hiểu bản chất của chồng vốn gốc nhà nông nên ngôi nhà hòa mình với thiên nhiên, tạo cảm giác gần gũi thân thiện với môi trường. Biệt thự triệu đô của vợ chồng Quyền Linh nằm ở nhà bè thành phố Hồ Chí Minh, ngôi nhà toát lên vẻ thanh lịch vì gam màu trắng và hòa mình với thiên nhiên nhờ sắc xanh bao trùm. Đặc biệt, Quyền Linh rất yêu vợ nên đặt mua hoa hồng từ nước ngoài mang về. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, cho sắc thơm nên vợ anh rất yêu thích. Vợ chồng anh thiết kế lối đi bên ngoài với nhiều cây xanh để các con cảm nhận được thiên nhiên. Hồ bơi rộng rãi và sạch sẽ, nơi thư giãn của vợ chồng Quyền Linh và hai cô con gái. Một nhà làm vườn giấu tên vì yêu mến Quyền Linh đã thiết kế khu vườn trong nhà, giúp nghệ sĩ có không gian tươi mát. Đây là điều mà anh rất tự hào về ngôi nhà. Phần lớn công việc chăm sóc ngôi nhà là ở bà xã, vì Quyền Linh bận rộn với các hoạt động thiện nguyện. Mỗi khi về nhà anh dành thời gian, thư giãn bằng cách chăm sóc cô vườn. Quyền Linh dí dỏm nói, đến nhà anh vào mùa trái cây nở rộ là khỏi cần phải ra chợ, anh thu hoạch đại khách không hết. Quỳnh Linh nói, vợ anh không chỉ chăm sóc nhà cửa mà còn rất hiểu chồng, chưa bao giờ than phiền việc anh không mang tiền về. Vì có hậu phương vững chãi, anh mới yên tâm xong pha bên ngoài. Không gian bên trong của ngôi nhà cũng ngập tràn màu xanh của cây cối. Nghệ sĩ nổi tiếng khi nói về đặt chân bất cứ nơi đâu trong nhà, anh cũng thấy thoải mái và tư mát như đang ở quê nhà. Quyền Linh cắt hoa hồng từ bên ngoài để chân trong nhà, cho mùi hương thơm lan tỏa khắp nơi. Anh nói mỗi khi có thời gian, vợ chồng anh cùng hai cô con gái tận hưởng không khí ấm áp của gia đình ngay trong chính ngôi nhà mà không cần phải đi đâu xa. Tuy vậy Quyền Linh rất ngại trong việc chia sẻ hình ảnh không gian sống riêng tư của mình vì trước đó anh từng bị hiểu lầm. Vì có mối quan hệ thâm tình với nghệ sĩ nổi tiếng, anh mới đồng ý cho phóng viên chụp nhà. Quyền Linh rất thích tiếp đãi bạn bè, anh em ở bên ngoài, anh thích cảm giác hòa mình với mây trời và ngồi nhâm nhi chén trà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.